Năm 2018, gia đình ông Đức ở thôn Ngọc Trúc đã đấu nối nước sạch từ nhà máy nước sạch liên xã Hưng Đạo Minh Hoàng. Thế nhưng nhiều năm nay, nguồn nước trên chảy rất yếu, không đủ cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Gia đình thì chỉ bơm được nước lên đến cái tầng 1 thôi. Chứ còn tầng 2, tầng 3 là nước không lên, đấy là những cái hồ mà nó mát mà ít sử dụng, chứ còn nhiều thì lại cũng chỉ hứng được ở dưới chậu như này. Nhân dân chúng tôi đây là rất là khổ, vì là phải sử dụng cái nước tự tạo rồi dùng cái nước UNICEF bơm từ dưới lòng đất lên. Nhưng mà thực trạng ở dưới thì nó có nhiều chất muối mặn, nên đồ dùng của chúng tôi là sử dụng nước này nào. Năm 2018, Ngọc Trúc là một trong những thôn đầu tiên tại xã được đấu nối nước sạch. Tuy nhiên, đến năm 2020, tuyến đường huyện 86 được cải tạo mở rộng. Do sự phối hợp không chặt chẽ giữa chủ thầu xây dựng, nhà máy cung ứng nước sạch và một bộ phận người dân đã dẫn tới sự cố hư hỏng đường ống dẫn nước. Đến nay chỉ có khoảng 50 trên 600 hộ dân trong toàn thôn có thể đảm bảo cung ứng nước sạch đầy đủ. Nhiều hộ dù đã lắp đặt đồng hồ có đường ống dẫn nước, tuy nhiên tình trạng nước yếu, thiếu nước vẫn thường xuyên xảy ra. Khắc phục tạm thời thì chỉ có cho vào máy kia, xong bắt đầu ăn uống toàn bộ vào máy, đun sôi kỹ xong để nguội cho các cháu dùng để hạn chế thì thôi. Còn giặt rũ mới tắm giặt là vẫn chưa có nguồn nước sạch. Muốn đề nghị các cấp các ngành là cái đường ống vào cho dân để to đường ống ra. Thế như nhà chúng tôi thấp này thì nó vặn cái vòi ra nó kém. Chúng tôi lại phải có biện pháp lối nước từ thôn Hoàng Chanh để cấp nước cho thôn Ngọc Trúc. Nhưng do hai thôn này tương đối là lớn, hệ thống lối ống thì nó cũng lại phải ở cuối nguồn của Hoàng Chanh. Do vậy là đường ống nước đối với thôn Ngọc Trúc là đang bị yếu. Tôi cũng xin khuyến cáo đối với người dân tích trữ nước vào ban đêm, sử dụng cái tét ngầm ở dưới bơm nó lên cao hơn thì nó sẽ đảm bảo được thôi. Sử dụng nước sạch là nhu cầu thiết yếu của người dân. Đây cũng là tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Để khắc phục tình trạng trên, chính quyền địa phương và nhà máy nước sạch cần có giải pháp lâu dài, hiệu quả để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân.